Tao tiếp theo giờ cái phần bán hàng, cái chức năng bán hàng là ta cũng tương tự như kia, những cái bước làm. Ta cũng sẽ tạo ra những cái control rồi tạo ra cái màn hình. Bán hàng rồi sau khi tạo ra màn hình bán hàng xong thì tao bắt đầu thiết kế những control cho cái việc bán hàng. Đây là cái màn hình của chúng ta sau khi thiết kế hai cái data dịch viên. Đây là cái nút qua lại, cái này thì ta có thể nghĩ thêm tính năng để cho nó nghĩ thêm cái sự kiện, chẳng như thêm menu chuột phải hoặc nhấp đúp vào đây chẳng hạn, hoặc nhấp đúp vào đây chẳng hạn, vân vân. Hai nút thanh toán là khi ta sao không bấm thanh toán không, tổng tiền này thì ta có sẽ không hiện thông tin, không cho người dùng điền mà ta sẽ tự tính. Cái ngày thì ta cũng sẽ cho người dùng, cái ngày thì ta cũng hiện vậy thôi nhưng mà ta sẽ cho tự tự tính ra cái ngày. Tổng tiền read only ngày ta sẽ lấy cái ngày hiện tại đưa lên hệ thống. Ở đây ta có thể thêm cho một cái ô là số lượng nữa để mỗi lần ta có thể thay đổi cái số lượng này. Rồi giờ là ta qua cái bước thứ hai là đặt tên cho những cái control, chỉnh lại tên cái control, danh sách sản phẩm. Data list view danh sách sản phẩm. Rồi ở đây tương tự data grid view sản phẩm được chọn khách hàng đây. Đây, khách hàng tên bóng kia tên bóng tổng tiền đây đây là bít cơ này, đây là tên bóng số lượng bất tên thanh toán bất tên khó. Rồi đó là xong tới cái bước thứ hai. Xong bước thứ hai giờ ta lại tiếp tục đọc dữ liệu lên. Đọc dữ liệu lên giờ thì danh sách sản phẩm ta đã có sẵn rồi. Ta đã có sẵn rồi, ta chỉ việc truyền nó qua thôi. Và lưu ý, ở đây là do chúng ta đã có đọc sẵn danh sách sản phẩm trên phần chính rồi nên ta không cần đọc lại, ta chỉ truyền nó qua. Nên là bước này ta sẽ bỏ qua bước này, ta hiển thị màn hình. Rồi hiển thị màn hình thì phải qua phần chính.
tái tạo dữ liệu thì đã có cái danh sách sản phẩm, ta truyền qua danh sách sản phẩm thôi. Qua bên kia ta làm cái hàm cải tạo dữ liệu danh sách. Sản phẩm sẽ bằng danh sách hiển thị lên data grid view. Đó, ta có danh sách sản phẩm. Nhấn đây thì ta ẩn nó đi. Cái này nó không đẹp. Này ta có thể ẩn nó, cái data view này ta ẩn cái cột thứ ba đi. Cái cột thứ ba visible bằng font. Này ta ẩn nó đi thôi. Đây thì ta lại bắt đầu thấy phát sinh ra là thiếu, tức là khi ta làm tới cái sản phẩm này, tới cái bán hàng này, ta bắt đầu thấy thiếu cái số lượng và cái giá, số lượng giá, nên ta sẽ thêm vào số lượng và giá cho hai cái form kia, cho cái form bên sản phẩm. Sản phẩm ta có số lượng giá. Qua bên cái form sản phẩm ta chỉnh lại một chút. Bên cái form sản phẩm ở đây các bạn lưu ý, ta chỉ chỉnh được cái giá thôi, ta không chỉnh được số lượng. Số lượng là ta sẽ thêm, ta sẽ làm cái bên form nhập và form xuất để ta xuất ra. Còn bên đây ta chỉ chỉnh giá. Lưu ý chỗ này ha. Bên chỗ này ta chỉ chỉnh giá bán, không chỉnh cái số lượng ở đây. Giá bán thì ta coi coi nó là cái ô thứ năm, là cái chỉ số 4. Rồi. Sale lại. Chạy ra thôi.
Đó, ta sẽ hiện thêm cái số lượng giá. À, nếu cái chén này ta chưa có cái số lượng thì dân. Sản phẩm nơi cái chén cập nhật lại 22 giữa qua bán hàng nếu cái chén này à nút sửa nó chưa làm bên cạnh kia tôi làm luôn cái nút sửa. Thôi nút sửa các anh chị sẽ làm sao? Bây giờ ta quay lại cái form bán hàng. Tức là sau khi ta đã hiển thị được thông tin lên. Bước thứ ba hiển thị được thông tin lên. Bây giờ ta sẽ qua tới bước thứ tư. Ta qua bước thứ tư. Ở đây thì ta bắt đầu là sử dụng cái sản phẩm cái này. Ta phải có thêm một cái danh sách sản phẩm chọn. Để ta hiển thị lên trên vô trong cái form này, trong bên đây. Rồi, ta cần một cái danh sách. Thì tạo ra một cái danh sách trong cái hàm load đó. Thì ta bắt đầu add những cái cột vô cho nó. Đây thì ta không cần cái cột loại sản phẩm nhưng ta sẽ có thêm một cái cột đó là cái cột thành tiền. Cái danh sách sản phẩm chọn rồi ta sẽ cho nó hiển thị lên trên cái data grid view. Rồi, ẩn cái cột vào mã đi. Ở đây thì ta sẽ ẩn hết tất cả, ta không cho thêm xóa sửa gì trên cái thêm xóa sửa trên data grid view. Nên ta chọn vô đây. Chọn cái chức năng, chọn mấy cái này. Cho phép người dùng ép dòng mới, không cho. Cho phép delete, không cho. Thứ tự thì ok. Gì sai cột, ok. Gì sai dòng, ok. Tức là không cho ép dòng mới và không cho delete. Edit mode. Không cho đi luôn, ta chỉ cho chị đọc thôi. Nó trên hai cái bảng này ta hoàn toàn không được chỉnh sửa thông tin gì hết. Nên là không cho đi luôn. Ta bật lại hết mấy tính năng ở đây. Tắt nó đi. Rồi, chạy lên rồi. Rồi xem lại cho bán hàng. Rồi. Cái chỗ mã ở đây ta không cần luôn cũng được. Cái chỗ mã bên đó này. Thông tin
form này tôi sẽ cho max luôn. Tương tự ha, form bán hàng. Thông tin ta đã đầy đủ, bây giờ ta bắt đầu làm tới cái button. Đầu tiên là cái button thêm, thêm một sản phẩm. Đây ta lấy thông tin bên đây, ta add qua bên đây. Rồi. Rồi ta sẽ khai báo ra một cái sản phẩm chọn. Sản phẩm chọn, được chọn á. Chỗ này ta sẽ lấy cái thông tin trên data grid view thôi, nếu cái data grid, nếu sản phẩm nếu một cái ô nào đó được chọn lớn hơn không, người ta mới làm việc. Rồi ngược lại xuất ra message thông báo. Rồi, trường hợp nếu có một cái được chọn thì ta khai báo ra một cái sản phẩm chọn, là nó sẽ tượng trưng cho cái sản phẩm ở bên đây. Ta sẽ tạo ra một thằng bên đây. Nhưng bây giờ để cho dễ thì ta sẽ phải ta sẽ thêm vô một thằng, thêm một thằng. Bằng cái danh sách sản phẩm chọn chấm new row. Rồi nên tôi sửa cái này lại chút, cái này sản phẩm mà ta sẽ mua chứ không phải sản phẩm chọn thôi, để cho đỡ nhầm. Sản phẩm chọn, cái này là sản phẩm mua, là danh sách sản phẩm mua bằng new dòng. Rồi ta cho cái sản phẩm mua chỉ số của nó, diệp mã của nó,
bằng cái sản phẩm chọn. Cái sản phẩm mua, tên của nó cũng bằng sản phẩm chọn có tên. Tương tự số lượng sẽ bằng cái này, không bằng cái này, mà số lượng sẽ bằng trên cái test box. Test box số lượng chấm test giá, giá nó sẽ bằng giá bên kia. Và cuối cùng là thành tiền. Ta sẽ add cái sản phẩm mua này vào cái danh sách sản phẩm mua. Rồi, chạy lên thôi. Bán hàng. Đây thì tốt nhất ta điền sẵn một con số vào chỗ này ha, để cho đỡ bị ấy. Để mua. Mua thêm dòng nữa, mua thêm dòng. Rồi. Thì mua đây bạn thấy là nếu ta đã dòng nó có tồn tại rồi mà ta lại thêm thì nó hơi rối. Nên đây ta sẽ làm một cái đoạn là tìm à, tôi chỉnh giao diện cái này ta để cái số mặc định là số 1 cho nó dễ. Rồi bây giờ nếu nó có tồn tại rồi, nếu mà tồn tại rồi, cái này là nó chưa, trường hợp này là trường hợp nó chưa tồn tại nè, trường hợp nó chưa tồn tại nè, còn trường hợp nó tồn tại rồi thì giờ ta sẽ phải thực hiện một cái việc là tìm. Ta viết thêm một cái hàm tìm, điền vào cái mã khai báo cái chỉ số cho nó bằng 1, cho nó bằng -1. Nếu nó bằng -1 là ta không tìm ra. Còn ngược lại thì ta for qua tới mỗi cái thằng trong đó. For each đối với mỗi thằng trong cái data, mỗi cái sản phẩm mua. Bên trong cái danh sách sản phẩm mua. Đối với mỗi thằng bên trong cái danh sách sản phẩm mua thì nếu cái mã if, nếu mã nó bằng với cái mã này thì ta cho cái chỉ số. Ê, cái này ta phải for qua kia, ta phải for cái kia. Ta
sẽ lấy cái chỉ số này ra, ta lấy cái chỉ số này ra. Sau đó thì ta assist for return chỉ số. À rồi. Sau đó với mọi người ta tìm sản phẩm thôi, ta tìm thôi. Sau khi lấy được cái chỉ số dòng thì ta sẽ tìm coi cái mã nó có tồn tại hay không. Mã của cái sản phẩm mua sẽ bằng integer, sẽ bằng cái hàm tìm, ta thêm chữ cho nó rõ hơn, sản phẩm mua. Và nếu nó có tồn tại trong đây thì là cái này nó sẽ bằng mã sản phẩm mua. Nếu nó có tồn tại thì nó sẽ là khác. Nếu nó bằng trừ 1 này, nếu nó không tồn tại thì thầy ta làm cái mới này. Nếu nó không tồn tại ta làm mới này, tức là nếu không tồn tại ta đầu nêu ra cái sản phẩm. Còn ngược lại, nếu nó tồn tại, ta lấy cái chỉ số đó, ta lấy cái danh sách sản phẩm mua là chấm row chỉ số, đây là chỉ số. Nếu nó tồn tại rồi thì ta chỉ làm lại cái số lượng thôi, ta làm lại cái số lượng và cái giá. Nếu đã còn tồn tại rồi thì ta cộng cái số lượng vô. Nếu nó tồn tại đây, ta cộng cái số lượng cũ vô, cái số lượng mới bằng số lượng cũ cộng vô cái số lượng mà dùng chọn và tính lại cái thành tiền. Rồi bước cuối cùng của chúng ta trong cái này là ta sẽ tính cái ô thành tiền ở cuối cùng, tính ô thành tiền cuối cùng. Thì để tính giá trị của ô thành tiền, ta sẽ cho cái ta for qua ha, tổng tiền integer bằng 0, ta for qua tất cả các sản phẩm được mua. Ta for qua tất cả sản phẩm mua. Đối với mỗi sản phẩm mua ta có tổng tiền sẽ bằng tổng tiền cộng cho integer chấm bảng của cái thành tiền. Cuối cùng
xuất nó là cái tế đốt tổng tiền. Vô lại phần bán hàng. Rồi lỗi. Ta xem lỗi đâu. Đó, các bạn thấy nó ra tổng tiền. Tôi thêm một cái mì hảo hảo nữa, tôi thêm 5 sản phẩm, 10 sản 4 sản phẩm của mì hảo hảo nữa thêm vào, thì bạn thấy là tiền nó tăng lên, cái ồ nó cũng tăng lên. Thêm một sản phẩm khác và thêm lên nó tăng tiền là 16 lên. Ô thành tiền này ta có thể là dùng cái format này để ta chỉnh nó lại luôn cũng được, hoặc là tổng cái phí này thôi cũng được. Nhưng đây tôi còn một cái lỗi á, là tôi cái số lượng sản phẩm tôi chưa kiểm tra. Các bạn phải kiểm tra số lượng sản phẩm ở đây. Ở đây tôi thêm vô. À tôi quên, trừ số lượng sản phẩm ở đây đi. Trừ luôn số lượng sản phẩm này. Quên trừ cái số lượng sản phẩm cũ đi ha. Rồi tương tự thôi. Giờ số lượng nó được trừ đi, nhưng ở đây là chưa kiểm tra âm, các bạn phải kiểm tra từ cái âm ở đây. Tức là nếu nó âm thì bạn phải báo lên cái câu là sản phẩm đó bị hết hàng hoặc là thiếu hàng gì đó vân vân, em phải báo lên cho người ta, báo là cái số lượng sản phẩm gì đó. Rồi cái nút trừ ra, cũng tương tự thế, nhưng nút trừ ra người ta chỉ làm một việc là ta tìm ra cái mã đằng kia, tìm ra cái mã đằng kia. Rồi các bạn cũng tương tự ta viết lại cái hàm tìm cho cái sản phẩm này. Viết hàm tìm cho sản phẩm này rồi ta đưa ra cái mã thôi, trừ ra thôi, trừ nó. Tìm sản phẩm, nhưng lúc này là ta không còn là trong danh sách sản phẩm mua nữa, về danh sách sản phẩm bình thường. Ta tìm ra được hàng mã, ra chỉ số của hàng mã. Chỉ số của thằng đang được chọn. Tôi viết luôn cái nút đó cho các bạn. Rồi bên đây cũng tương tự. If nhưng đây ta là cái danh sách sản phẩm chọn, cái danh sách bên kia, cái review bên kia. Rồi
lấy ô ra, lấy được cái chỉ số dòng, rồi lấy được cái sản phẩm bên cái thằng mua ra. Rồi tìm sản phẩm dựa vào nó, tìm cái chỉ số nhé. Bên đây thì đơn khá là đơn giản, sau khi tìm được cái chỉ số, sau khi tìm được chỉ số thì các bạn chỉ làm một cái việc là các bạn lấy cái số lượng này cộng với số lượng kia thôi. Số này khác trừ 1 thì ta làm cái mới này. Bằng số lượng cộng cho cái cộng nó ngược trở lại thôi. Cái chỉ số dòng, cái chỉ số dòng, ok, nhầm. Giờ hiển nhiên là sau khi lấy xong thì ta phải trừ cái chỉ số này. Tính lại tổng tiền. Hành tính tổng tiền chúng ta phải tách nó riêng ra, tại ta sẽ tính đi tính lại nhiều lần rồi đây. Nên tạm thời tôi để dưới đây. Từ tạm thời tôi chưa tách ra ha. Rồi, chạy lại. Bán hàng. Thêm một sản phẩm vô, bây giờ sử nó ra. Mì hảo hảo. Ok, đó là cái cách chúng ta trừ ra. Giờ đó cũng là xong luôn cái form bán hàng. Form bán hàng thì cái nút thanh toán này thôi. Ta tạm thời chưa làm. Nút này ta tạm thời ta sẽ lưu nó lại, ta lưu nó. Nên ta tạm thời chưa làm cái thanh toán này.